ghi. Em thì lúc đó không có gì là phản kháng hết, thì em thấy nó cũng bình thường. Rồi rồi. Đây đây thì hôm nay chúng ta đang chuẩn bị tới một cái sự kiện gọi là game con đầu tiên của ta. Phải đầu tiên không anh? Anh gật này. Phải đầu tiên không? Không phải đấy. Thôi vậy thôi. Thì mình đang chờ hai người nữa là anh Chuối và Buron đi, nhưng mà gọi nãy giờ rồi chứ không chờ tận 5 phút rồi. Dạ, chết mẹ động ra rồi. Dạ, ốc bàn đó nè. Mà chở bà ra nào, chở Buron. Đang khỏi chờ, nó đi xuống đi luôn đi. Khỏi chờ, khỏi chờ. Editor thôi và
YouTuber đúng không? Nói chung tổng hợp về những cái áp lực á thì ta mình ở đây có một số áp lực là áp lực về view, áp lực về thời gian, về cái kế hoạch sắp tới. Thì đó là đa số những áp lực mà mình gặp hàng ngày. Nhưng mà YouTube rồi, nhưng mà chỉ có những lúc mà ban đầu tầm 1-2 năm đầu thì mình rất là buồn về cái việc đó, là kỳ buồn luôn, kiểu khi gặp nhau thì mặt nào cũng buồn hết á, mặt nào cũng xì xì xì, cứ không ai đưa mình sao thấp lắm, tập cái nào cũng vậy. Nhưng mà sau 4-5 năm làm thì tâm hồn tôi tự tin nó ổn định hết rồi, thì rất là bình thường với cái việc đó. Nhanh nào con. Đây cái gì cười bay con. Rồi quá. Bạn đó xem hôm nay mình xin được chú ý ai. Woo yeah. Sướng quá yeah. Thấy được giới thiệu rất ở từng chỗ quốc gia thì sẽ được chơi game của nhà phát hành, thử máy của máy xịn thì thử đúng cái máy này, nhưng mà có vẻ là máy xịn nhất rồi thì cũng hơi thỏa mãn, nhưng mà không được chơi game. Ok, các bạn thích video này đừng quên để lại cho mình like, share video, nhấn vào nút đăng ký. Anh chơi anh này anh quay kỳ quá, anh cứ quay gần cái mũi bên ngoài. Lấy nét cũng được ba. Yeah, yeah. Lấy nét được mà. Yeah. Vui. Yeah. Ủa, đi ăn mà. Yeah.